chào tất cả chị em phụ nữ nha, cảnh cũ người xưa luôn. Hôm nay giới thiệu một cái loại nước hoa mới ở sản xuất ở New York ở Mỹ nha quý vị khán giả. Đây là một cái chai nước hoa Tommy Girl 100ml. Phải nói là Phương Văn dùng qua nhiều loại nước hoa, nhưng mà mỗi một cái loại là mỗi hương sắc khác nhau. Quý vị khán giả nhắn với giỏ hàng của Phương Văn TikTok ha, được giảm một cái giá là đặc biệt ưu đãi luôn. Đây là những cái loại nước hoa giới thiệu là ngoại nhập. Phải nói cái mùi nước hoa nó cực kỳ thơm luôn. Trời ơi, mùi nào nó cũng thơm hết chứ mấy chế ơi. Quá trời thơm luôn. Đó, luôn lúc nào mình đi đâu á, người mình nó cũng có nước hoa nó thơm thơm, thích lắm. Vì em là con gái mà. Cho nên tất cả quý vị khán giả nên sắm cho mình một chai để ở nhà. Tommy Girl. Đó, một cái loại nước hoa ở tại Mỹ. Thơm lắm luôn á. Mình, chị em phụ nữ không thể thiếu trong gia đình nha. Luôn vui vẻ. Xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác. Xin kính chúc quý vị khán giả một ngày mới an vui, hạnh phúc. Chắc có lẽ quý vị khán giả thấy một người đàn ông đứng trong cái video này. Lời đầu tiên, Phương Văn xin chúc chị Hiệp Nguyễn Family, chị Hiệp Nguyễn mà nhân vật của chị Hằng Kali trước đây đó quý vị khán giả. Thì hôm nay chị Hiệp Nguyễn đã có một mái ấm gia đình viên mãn hạnh phúc. Lời nói đầu tiên, Phương Văn xin chúc cho chị Hiệp Nguyễn cùng với các con và ông xã có một cái mái ấm gia đình trọn vẹn như ngày hôm nay. Phải nói là rất là chúc mừng. Theo dõi chị Hiệp Nguyễn cũng đã từ lâu và từ nhân vật của chị Hằng Kali. Kính thưa quý vị khán giả, từ cái câu chuyện mà chị Hiệp Nguyễn lấy chồng người Việt Nam cũng như là có nhiều cái trắc trở trong cái cuộc sống hôn nhân của mình, tới ngày hôm nay thì chị Hiệp Nguyễn sang được Mỹ và cũng lận đận lao đao trong nhiều năm trời. Tới ngày hôm nay thì chị Hiệp Nguyễn đã có bến đỗ bình yên, xin chúc mừng chị nha. Từ cái câu chuyện cảm hứng, Phương Văn lấy từ câu chuyện cảm hứng của chị Hiệp Nguyễn, Phương Văn xin chia sẻ đôi điều về giữa người đàn ông ngoại quốc và người đàn ông Việt Nam. Nếu Phương Văn chia sẻ ở đây, đây là các cảm nghĩ riêng của mình và đâu đó là hình như cũng thực tế, thì mong quý bà con, những các anh chàng người Việt Nam, chúng ta có thể là thông cảm bỏ qua. Đôi khi nói thật, nói thẳng thì sẽ mất lòng. Riêng về chia sẻ trong cái hôn nhân của người phụ nữ lấy chồng Tây và chồng ta như thế nào? Thật sự ra chắc có lẽ là chúng ta theo dõi câu chuyện của chị Hiệp Nguyễn rồi. Và nhiều người trong chúng ta cũng đã từng lập gia đình. Giống như Phương Văn, chị Hiệp Nguyễn và tất cả các cô chú anh chị đã trải qua thăng trầm trong hôn nhân. Thì tới ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là đôi khi mỗi người, mỗi cảnh, mỗi hoa, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng mà xét lại cho cùng thì giữa người Mỹ và đàn ông Mỹ và đàn ông Việt Nam, như chị Hiệp đã chia sẻ, có nhiều cái khác biệt. Đôi khi trong cuộc sống quý vị khán giả biết không, ở đâu thì cũng có người tốt, ở đâu thì cũng có người chưa được hoàn hảo. Mà đại đa số ở Việt Nam thì người đàn ông Việt Nam chắc có lẽ là mình trải qua hôn nhân rồi, mình đã đi vào cuộc hôn nhân cũng đã từ lâu. Chắc có lẽ trong chúng ta cô chú bác hoặc là các em nhỏ mới bước mà vào cuộc hôn nhân cũng vậy, thì trải nghiệm, có những trải nghiệm đường đời mà chúng ta không có thể mà thoát ra khỏi được. Người đàn ông Việt Nam thì cũng có những người đàn ông rất là tốt, phụ bếp. Tại vì Phương Văn nói một khía cạnh thôi ha, ở đâu cũng có người tốt và cũng ở đâu cũng có người chưa hoàn hảo. Tuy nhiên về việc mà bếp núc, nói về một khía cạnh ha, về việc bếp núc, thì người đàn ông Việt Nam á cũng có rất là nhiều người tốt, đôi khi về đi làm về phụ vợ con tất tật. Đây là một vài người mà Phương Văn đã chứng kiến và Phương Văn thấy hầu như là trong gia đình của mình luôn. Khi mà chứng kiến một người em rể, chồng của cái cô em chồng, thì anh ấy ảnh rất là giỏi nha. Đi về hỏi, em ơi, có nấu gì chưa? Em ơi, có làm gì chưa? Vợ trả lời, dạ chưa làm.
đó. Thì anh chồng ảnh đi ra ngoài chợ ảnh mua đồ về làm, tại vì vừa đi làm về tới nhà thì thấy vợ cũng làm ở nhà thì ảnh hỏi như vậy. Ảnh đi ra ngoài chợ ảnh mua đồ về ảnh nấu hết một cái bữa cơm đó, trọn vẹn luôn bữa cơm. Hầu như cái công việc đó là chú, đó là chú giúp vợ thường xuyên luôn. Tuy nhiên thì mình thấy ồ sao mà mình ngưỡng mộ quá, còn đối với mình thì nó không được như vậy. Đây là Phương Văn nói thực tế trong gia đình của mình ha, để chia sẻ. Ở đây không phải là mình nói là cái việc mà phân bì người này với người kia, tại vì mình cũng không nên so sánh, nhưng mà thực tế mình cũng cảm thấy ồ tại sao có những cái việc mà người khác là giúp vợ như được, đôi khi người phụ nữ mình cũng cáng đáng mình làm hết, đây là công việc của mình hàng ngày, mình cũng không có than thở, cũng không có kêu ca gì. Thì tất cả chị em phụ nữ chúng ta là như vậy. Tuy nhiên nếu mà được đỡ đần, được giúp đỡ thì mình cảm thấy vô cùng happy thôi, còn không thì mình cũng phải làm đó. Thì trong gia đình Phương Văn thấy là tuy nhiên có một chú đó thì làm được, còn những người còn lại thì những anh hoặc là bên chồng mình cũng vậy, bên mình cũng vậy, thì có những người đàn ông người ta không có giúp được việc việc nhà, không có giúp được cơm nước chợ búa như vậy. Đôi khi kẹt quá nấu thì vẫn được chứ không phải là không, nhưng mà cái công việc đó khi nào bận, khi nào kẹt quá người ta mới làm, người ta mới nấu, chứ không phải là mỗi ngày về là sẵn lòng, coi như là well being đó, là sẵn lòng để happy mà làm những cái việc đó phụ cho cái người phụ nữ của mình đó. Thì đa số là như vậy. Nhưng mà đối với người nước ngoài, Phương Văn cũng đã chứng kiến nhiều lần và cũng đã từng tiếp xúc qua bạn bè mình với những ông chồng gọi là ông chồng quốc dân đó. Thì giống như một cái hình ảnh ông chồng của chị Hiệp Nguyễn như thế này, đi về làm từ kể cả rửa chén, kể cả phụ bếp, kể cả nấu ăn, thì họ coi cái việc đó là cái việc mà phụ giúp nhau trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải là vì vì là một cái gì cả. Chứ đối với người đàn ông mà ở Việt Nam anh ấy mà làm mỗi ngày như vậy là bắt đầu chắc hơi bị khó, hơi bị khó, và ít nhiều gì họ cũng kêu ca. Và người đàn ông Việt Nam thì có cái mình làm như vậy, mình là đàn ông mà mình làm những cái việc lớn là mà đi kiếm tiền nè, rồi những cái việc đó là của phụ nữ, của đàn bà ở nhà, đôi khi làm những việc mà phụ vợ như vậy, rửa chén, nấu cơm, giặt đồ gì kia nọ là bể mặt đàn ông, hoặc là cái trong gia đình có anh chị em nói ồ mày về mày phụ vợ mày như thế này kia kia nọ, không đáng mặt đàn ông. Thực sự mà nói á, trong gia đình mình giúp được vợ mình, tại vì cái sự thương yêu vợ chồng gánh vác, tại vì đôi khi về còn có con nhỏ, vợ thì bận bao nhiêu việc chồng phụ giúp như vậy, thì nếu mà ông chồng ổng có giúp đi nữa thì ổng cũng ngó trước ngó sau coi trong gia đình có ba mẹ hoặc là có em út thấy mình làm như vậy thì đánh giá này kia nọ. Thì trong suy nghĩ thôi chứ đừng có nói việc làm, trong suy nghĩ thôi đó là họ đã không làm rồi, họ đã không làm rồi chứ đừng có nói là họ mà họ làm mỗi ngày như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những người người ta không không có quan tâm tới cái việc đó, miễn về người ta phụ cho gia đình con cái người ta cho chu đáo trọn vẹn, người giúp người ta đó. Thì trong cái số mà người giúp như vậy thì rất là ít, còn đại đa số, nói chung là đại đa số người đàn ông Việt Nam là không có cái tư tưởng để phụ giúp vợ trong cái việc nhà bếp núc như thế này. Thật sự là chúng ta thấy là đôi khi giúp nhau cũng là một cái niềm vui chứ. Vợ về vợ nấu cơm thì chồng cũng có thể là gấp quần áo, hoặc là đôi khi chồng nấu ăn, vợ lau nhà này kia nọ, đó là một cái niềm vui chia sẻ công việc. Tại vì đôi khi hai vợ chồng ai cũng đi làm từ sáng tới chiều, mà về vợ còn cơm nước nhà cửa lau nhà, rồi còn con cái này kia nọ thức đêm thức hôm vân vân, thì người đàn ông ít ra thì cũng phụ giúp vợ, đừng có quan tâm tới cái việc ai nói gì hoặc là mình làm việc đó mình xấu hổ đi chi nọ, nhưng mà cái tư tưởng đó thì họ vẫn chưa có thông được, họ chưa có thông được, cho nên là ở Việt Nam chúng ta là vậy, ở Việt Nam chúng ta vậy. Còn ở nước ngoài quý vị khán giả thấy là nó ngược lại, opposite lại với cái người đàn ông ở Việt Nam. Người nước ngoài người ta về người ta nấu, tự nấu ăn, người ta vào bếp, người ta dọn dẹp nhà này kia nọ là cái việc bình thường mỗi ngày của họ,
và họ có thể làm, và họ không có khe ai nói về những cái việc đó. Những cái việc ở đàn ông làm sao mà về nhà làm bếp, lau nhà, giặt đồ, gấp đồ này kia nọ, ở nước ngoài nó không có như vậy. Và quý vị khán giả thấy thực tế trên đường đi không, ở Việt Nam á, nếu mà các cô chú ở Việt Nam cũng từng thấy, khi mà cặp một cặp vợ chồng Tây và một cặp vợ chồng ta đi là thấy là cái sự là người phụ nữ Việt Nam là đâu đó thấy cái thiệt thòi vô cùng. Là sao? Là ông chồng bà vợ Việt Nam á, là vợ vừa ẵm con vừa xách lỉnh kỉnh, ông chồng bang bang ổng đi có một mình ổng đó, ổng bang ổng đi có một mình ổng thôi. Còn người Tây thì ngược lại, ông chồng ổng vừa đội con, ổng vừa bế con, vừa cõng con, tay thì xách nách mang bà vợ bà đi không à, bà đi không à. Đôi khi mình chạnh lòng chứ quý vị khán giả, mình cũng nằm trong cái trường hợp mà mình chạnh lòng đó. Đôi khi mình thấy ồ sao cặp vợ chồng đi trước mà ổng khuôn ổng vác hết trơn, tại vì người đàn ông mà người ta mạnh dạn, người ta gánh vác được, thì vừa nách con vừa xách đồ rồi vừa làm hết, còn bà vợ bà đi không vậy. Còn ngược lại mình sao thấy mình mà vừa cõng con mà vừa xách đồ, còn ổng thì ổng đi bang bang như vậy đó. Thì chúng ta thấy là giữa hai cái văn hóa khác nhau, cái tư tưởng nó chưa có thông được đó. Thật sự nếu như cái người đàn ông mà Việt Nam mà sống ở nước ngoài thì họ cũng theo cái phong cách của người đàn ông ở nước ngoài đó. Người đàn ông về là chăm lo cùng với vợ con, cùng chia sẻ, ai cũng bận rộn công việc hết. Thì thật sự ra mà nói, tại sao nói so sánh giữa chồng Việt Nam và chồng chồng Mỹ, chồng ngoại quốc đó, thì có cái sự khác biệt. Ở đây không phải khác biệt về hành động không đâu, mà khác biệt biệt về tư tưởng nữa. Cái tư tưởng nó vẫn còn chưa có cởi mở được. Ta làm việc này là người đàn ông mà vai rộng chân dài, vai rộng mà sao làm những cái việc lặt vặt như vậy. Thì quý vị khán giả thấy là đây là một cái tư tưởng chưa có thông được, chắc có thể là nhiều năm nữa và trăm năm nữa không biết cái tư tưởng này nó có thông được hay không. Mặc dù là người đàn ông ở Việt Nam họ cũng giỏi kiếm tiền nha, họ giỏi kiếm tiền và họ cũng vợ cũng giỏi kiếm tiền, nhưng mà về việc mà cơm nước phụ này kia nào là hiếm người lắm. Và Phương Văn cũng thấy thực tế, nếu như cái người đàn ông ở Việt Nam, mình nhìn thực tế xung quanh mình thôi, cái người mà giỏi kiếm tiền thì về nhà cũng chẳng bao giờ phụ được bếp núc, còn cái người mà không đi kiếm tiền mà ở nhà bếp núc thì chẳng bao giờ biết đi kiếm tiền đó. Đôi khi ông trời ông cũng cho cũng cho người này được cái này mất cái kia, gọi là không cho ai hết mà cũng không lấy của ai hết. Cái ông á, ông kiếm tiền thì ông không có cái tư tưởng ông vào bếp để ông giúp phụ giúp vợ đâu. Ta đây đi làm kiếm tiền về quăng cục đó cho vợ, mặc làm gì làm đó, con cái nheo nhóc rồi đứa ôm chân đứa ôm nách đó, thì vợ làm tất tật miễn sao xong thôi đó. Còn cái ông mà lười biếng, cái ông mà không biết thương vợ, là ở nhà chỉ có biết là nấu cơm rồi đi chợ rồi vậy thôi, không đi làm kiếm tiền, và nói cỡ nào cũng không đi làm kiếm tiền đó, chỉ cái việc vậy đó, cũng như là ổng là đổi lại giới tính như vậy đó, còn vợ ra ngoài bươn chải kiếm tiền đó. Thì quý vị khán giả thấy ở đây là cái tư tưởng của người đàn ông Việt Nam và người đàn ông ngoại quốc, hai cái tư tưởng hoàn toàn khác biệt nhau, gọi là đối nghịch lại. Ở Mỹ đại đa số đàn ông là biết bếp núc phụ, dù cho là không có giỏi giang đi nữa, nhưng mà người ta vụng về người ta vẫn làm được những cái công việc bếp núc phụ vợ con, rồi người ta coi cái việc đó là cái việc bình thường, chia sẻ trách nhiệm cho nhau, có thể là giúp đỡ nhau sau khi giờ làm việc về, đó là cái chuyện bình thường, người ta không có sợ ai nói năng tại sao đàn ông vô bếp. Thế không, nhiều người đàn ông họ xăm chỗ đầy hết trơn đó, có họ rất là mạnh mẽ nhưng mà họ vô bếp núc họ làm. Đây là một cái nhân chứng thực tế khi chúng ta chia sẻ. Đây là câu chuyện cảm hứng của chị Hiệp Nguyễn nha, lấy được ông chồng người Mỹ và ông chia sẻ hết tất cả mọi việc, kể cả một cái nhỏ về bếp núc rửa chén này kia nọ, người ta không có khệ nệ, người ta không có khe đó. Thì Phương Quang nói là đôi khi trong cuộc đời có những cái sóng gió
thăng trầm như chị Hiệp Nguyễn gì đó. Chị cũng bao nhiêu lần đò lận đận hết người này tới người kia, nhưng mà trong cuộc đời phụ nữ chúng ta cũng mong muốn lấy chồng một lần thôi để cho một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng mà đôi khi đâu như mình mong muốn, quý vị khán giả. Đôi khi thăng trầm, năm chìm bảy nổi, chín cái linh đinh, và trong cuộc hôn nhân thì cũng có hiếm có mà sung sướng hạnh phúc. Đôi khi trong cuộc đời nó đầy bể khổ và có nhiều cái đắng cay trong tình yêu. Và sau cùng thì chị Như, chị Hiệp Nguyễn đã tới thời điểm hiện tại lấy gặp được một người chồng, phải nói là ông trời ông bù đắp lại cho chị Hiệp Nguyễn như thế này, gặp một người đàn ông. Mình cũng không có cần gì giàu sang phú quý đâu, mà chỉ cần chia sẻ đủ để làm cho gia đình hạnh phúc, trong cuộc sống cùng nhau đi làm kinh tế, cùng nhau chia sẻ gối ghém trong cuộc sống hết sức có thể, mà phụ nhau giúp nhau trong công việc, dù mặc dù là nhỏ như vậy thôi cũng đủ thấy hạnh phúc. Phụ nữ chúng ta mà đôi khi chúng ta thấy trong cuộc sống này nó không có cần gì giàu sang phú quý đâu, mà họ chỉ cần là một chút chia sẻ, một chút yêu thương, một chút giúp nhau, như vậy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc. Thì người phụ nữ chúng ta mà chúng ta chỉ cần là đôi khi mình nghĩ lại thôi, bây giờ cuộc sống của mình nó cũng thăng trầm đắng cay rồi, mình chỉ mong tìm một người đàn ông, một cái tấm chân tình, và đồng thời chia sẻ nhau trong công việc, mặc dù khó khăn mà yêu thương nhau vì cũng đủ thôi. Thì thường thường phụ nữ chúng ta khi mà gặp nhiều đắng cay, chúng ta chỉ mơ ước một cái nhỏ nhoi thôi, một cái nhỏ nhoi, một cái chút gọi là chia sẻ trong cuộc sống thôi, thì cũng đủ để làm cho phụ nữ chúng ta vui và hạnh phúc rồi. Đó, thật sự ra người phụ nữ ở Việt Nam á, chúng ta có nhiều cái đắng cay lắm, chứ không có đơn giản. Vừa gia trưởng, đàn ông Việt Nam là gia trưởng nè, rồi chửi bới nè, rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân, mà đôi khi cái sự chịu đựng của người phụ nữ Việt Nam á, phải nói là quá phi thường. Đôi khi như vậy mà không có thể bỏ nhau được, tại vì còn nặng lòng lắm, mình còn con cái, mà con cái lớn lên sợ nó thiếu cảnh cha, hoặc là mẹ con ly tán, rồi vợ chồng con cái ly tán, chính vì vậy rồi còn lớn lên rồi gả vợ dựng vợ gả chồng, rồi còn xui gia xóm giềng lạc xóm, nói chung là một mớ bồng bông phía sau. Cho nên người phụ nữ Việt Nam là chịu đựng quá phi thường đối với những ông chồng mà chưa được tốt. Ông chồng vũ phu, ông chồng tối ngày say xỉn nhậu nhẹt, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu. Ví dụ như ở thành thị thì còn cái tư tưởng đó nó cũng còn giảm bớt đi. Việc gia trưởng hạ cẳng tay thượng cẳng chân, và mình không vừa lòng mà mình sẵn sàng là họ, người đàn ông họ sẵn sàng chửi thô tục, họ phân tục ở trên cộng đồng mạng, cũng như văn tục đối với người bạn đời của mình đó. Thực tế quý vị khán giả thấy vừa rồi Phương Văn chia sẻ câu chuyện của nam em không, chồng của nam em là anh ấy ảnh khi mà tới đỉnh điểm hai vợ chồng cãi nhau trên mạng đó, thì ổng địt không, ổng là người Bắc cho nên ổng địt không, ổng địt thẳng mặt vợ như vậy. Thực sự chúng ta là người phụ nữ, nếu ai trong hoàn cảnh trong giây phút đó, mình không có kể là cái việc mà ai đúng ai sai không biết, nhưng mà khi mà mình cảm thấy là cái sự mà không có tôn trọng, cái sự mà phân tục chửi vợ thẳng mặt trên cộng đồng mạng như vậy, thì ở ngoài đời thì chửi như thế nào còn gấp bao nhiêu lần nữa. Không những anh đó mà xung quanh những người đàn ông Việt Nam hiện tại sống ở phía bên ngoài với vợ con, thì họ cũng sẵn sàng văn tục chửi thề như vậy. Đó làm cho người phụ nữ chúng ta thực sự ra là nó rất là bị tổn thương và chạnh lòng. Đôi khi có những cái lời nói ngọt ngào, hoặc không, cũng nhiều ông không lãng mạn thì mình cũng không phải là ngọt ngào lắm đâu, nhưng mà mình cần sự thương yêu, mình cần sự chia sẻ. Người đàn ông trí thức thì ít có khi nào mà họ văn tục, họ chửi thề, mặc dù là họ đi chung với cái nhóm bạn của họ đó, ở ngoài cà phê cà pháo nhậu nhẹt đó, thì họ cũng văn tục chửi thề chứ không phải là không, nhưng mà nó hạn chế ít hơn là những người
xin lỗi nói ra đây thì nó đụng chạm ha, nhưng mà nói thật nói thẳng thì mất lòng, nhưng mà xin lỗi mong quý đàn ông bỏ ra qua đó. Đa số những người đàn ông không có trí thức thì chửi với văn tục chửi thề coi vợ mình là không ra gì, không có tôn trọng vợ mình đó. Còn cái người đàn ông trí thức á, thì một khía cạnh nào đó là văn tục chửi thề là họ không có, họ hạn chế không có, coi như là ít hơn. Có, vẫn có một lúc nào đó đi ra ngoài xã hội họ cũng có, nhưng mà họ vẫn ít hơn. Còn những người đàn ông mà đại đa số về việc mà làm lao động thì họ văn tục chửi thề coi vợ mình là không ra gì, giống như mình chửi con vợ mình xong rồi giống như chửi gom chửi gác vậy đó, rồi không biết người ta tự ái, không biết người ta tổn thương, không biết người ta đau buồn gì hết, rồi xong chửi xong một chút xíu là em đó, rồi ông nóng lên là ông chửi văn tục chửi thề, ông kêu mày tao. Phải nói là Phương Văn cũng đã chứng kiến nhiều, thậm chí ở đây là cái người Phương Văn chứng kiến là chửi con thôi. Một anh này, một ông bố, ổng vừa leo lên xe ổng chửi thằng con ổng thôi mà ổng cũng văn tục chửi thề, ổng liệt không đó, coi như là một cái câu mà thói quen cái cửa miệng của họ. Nhưng mà khi cái người mà ở bên ngoài người ta nghe, người ta không có quen, người ta cảm thấy sốc vô cùng, sốc vô cùng luôn quý vị khán giả. Thì chính vì cái người mà người ta quen, nghe quen rồi đó, người ta nói không sao, trời, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cái đó là cái sự chịu đựng của cái người đó, đặc biệt là người phụ nữ, sự chịu đựng đắng cay và sự chịu đựng bị tổn thương phi thường hơn là cái người phụ nữ ở hải ngoại đó. Thì nếu như được một cái cơ hội sinh ra và lớn lên ở một cái đất nước văn minh như Mỹ thì người phụ nữ nhẹ nhàng hơn, người phụ nữ lại đỡ hơn gặp phải những người đàn ông cũng chia sẻ trong công việc nữa, người ta tôn trọng lịch sử. Như vậy quý vị khán giả thấy ở nước Mỹ, một cái nền văn minh hiện đại bảo vệ phụ nữ và trẻ em phải nói là tuyệt đối, vô cùng tuyệt vời. Nhất là trẻ em, thứ nhì là phụ nữ, thứ ba là con chó, thứ tư là đàn ông. Khi mà nói tới đây thì xin lỗi mấy quý ông đừng có tự ái, mà đó là sự thật. Và mấy anh đã từng sống ở Mỹ, lớn lên ở Mỹ thì cũng hiểu cái điều đó, cho nên không có gì là buồn hen. Người đàn ông đứng đằng sau con chó đó, cho nên cái việc mà ở Mỹ mà người phụ nữ mà đã kiện tụng kêu cảnh sát rồi thì cái người đàn ông đó thì chỉ có vào tù ra trại thôi, mọc râu ở trong đó, rồi cái tiền beo ra làm cấm đầu cấm cổ cũng vẫn không có tiền mà đóng tiền beo nữa, chứ đừng có nói. Thì quý vị khán giả thấy là anh Nhật Uber đó, thì một người đàn ông ở Mỹ đó, thì cái chị vợ gọi là ở Mỹ nó đâu có kết hôn đó, khi nào có con bằng cha bằng mẹ, lớn bằng cha bằng mẹ nó mới kết hôn đó. Thì cái việc ở Mỹ là nó không kết hôn là chuyện bình thường, nhưng mà khi anh Nhật Uber bị chính cái người vợ của mình, cái người bạn gái đã ở có một đứa con, mà cái người đó họ vẫn thưa kiện anh Nhật về cái tội là hấp dâm đó. Cái tội hấp dâm thì mình nghe thấy nó cũng ngược đời á, tại sao người vợ của mình mà mang cái tội hấp dâm đó, cũng có đứa con rồi nhưng mà ở Mỹ nó không chịu, mà người đàn ông có thể là cưỡng bức này kia nọ, trong giây phút nào đó nó không chịu là nó thưa cái tội là nó không có đồng tình, nó không đồng ý. Khi nào nó welcome, khi nào ok thì mới nhào vô, còn nếu mà không thì nó không cho là thôi đó. Chứ không phải như người đàn ông ở Việt Nam coi như là sức đầu mẻ chán, đi tới nơi cũng còn chưa được gì, cũng thiệt thòi vẫn về người phụ nữ đó. Chứ dù có xử đi nữa, hoặc là những ông quý ông chồng đó, quý bà con thấy là coi như thượng cẳng tay hạ cẳng chân của vợ là u đầu mẻ chán, rồi đi ra tới công an phường hay gì đó, rồi cũng nói qua nói lại khuyên vậy rồi thôi, về rồi ông làm lại nữa. Đó, không có bỏ tù đâu, ở Việt Nam đâu có bỏ tù những mấy ông đó như vậy đâu, không có. Bởi vì người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam là chịu đựng vô cùng luôn. Chứ không phải như ở Mỹ mà gọi một cái là coi như cảnh sát có lại nó hốt liền, nó cầm tay liền. Rồi ABC gì tính sao ha. Nếu anh oan thì anh được ra. Còn nếu anh mà có như vậy thì anh ở ở trong trại mọc râu luôn.
giống như cái tội của ông Nhật, cái tội là hách dâm đó, ông Nhật Huber đó, thì mướn luật sư 35.000 đô ở Mỹ là 35.000 đô, 1 tỷ đồng Việt Nam đó. Ông luật sư bào chữa cho trắng án, vì thực sự ra mình nói thì cũng cũng như thế này, là một người vợ rồi, thực sự là vợ chồng với nhau rồi, ở có một đứa con rồi, mà bây giờ bả thưa bà vợ bả thưa anh Nhật cái tội là hấp dâm, thì mình nếu người Việt ở Việt Nam thì mình nghe cũng lạ ha, đã bà vợ rồi bây giờ thưa chồng cái tội là hấp dâm, nó lạ thiệt luôn á đó. Nhưng mà ở ở Mỹ nó có cái luật, ở Mỹ người phụ nữ mà người ta không cho, người ta không cho mà làm càn làm bừa làm bại đó, người ta giận mà cứ nhào vô hoặc là như vậy, thì bây giờ nó thưa một cái thì chết đó, thưa một cái là coi như là không có đường thoát, là cảnh sát nó mời liền. Còn ở Việt Nam chắc trăm năm kiếp này cho tận kiếp sau, còn cái việc đó nó không có giải quyết nữa đó. U đầu mẻ trán rồi lên bao nhiêu lần rồi, rồi đi về rồi khuyên đừng vậy 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 này nữa, anh không được quyền với vợ anh gì vậy 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 vậy, coi như là nước đổ đầu vịt đó quý vị khán giả. Rồi các ông có về rồi ông cũng lặp lại, ông lặp lại hàng chục hàng trăm lần đi nữa, rồi cũng thế thôi, không có bắt ông bỏ tù, không có bắt ông vào trại. Cho nên người đàn ông Việt Nam mà bạo lực bạo hành với vợ là những cái nhỏ nhỏ như vậy, không nhiều, là không có bắt theo quý vị khán giả, không có bắt, chừng nào thưa gửi tới nơi thì kêu lên giải quyết vậy thôi, chứ người ta không có bắt. Cho nên người phụ nữ Việt Nam trăm năm kiếp này lẫn kiếp sau vẫn chưa thoát khỏi được cái sự bạo lực bạo hành của cái người đàn ông Việt Nam, và cái tư tưởng luôn lúc nào cũng là cái tư tưởng ăn trên ngồi trước hết trơn á. Cho nên là cái tư tưởng đó chưa chưa có thể là thông được. Cho nên những người đàn ông Việt Nam mà ra nước ngoài sống là cái tư tưởng sẽ thông liền, cái tư tưởng thông liền, thay đổi liền đó. Có một số anh Việt kiều anh chia sẻ đó, anh cũng nói thật nói thẳng luôn, ảnh là cũng là cái người Việt Nam sống qua Mỹ từ nhỏ, sau này ảnh chia sẻ là cái người giữa người đàn ông Việt Nam và người đàn ông của Mỹ, ở Mỹ nó khác quá xa. Tại sao? Một anh hôm trước Phương Văn có nghe cái video của một anh chia sẻ rất là hay luôn. Ông mới nói là vì người Việt Nam, tôi cũng đàn ông Việt Nam, nhưng mà tư tưởng của các anh lại khác tôi sống một cái đất nước như vậy, chúng ta về việc công việc nhà, công việc giúp đỡ vợ con, ai cũng đi làm như nhau, ai về mệt như nhau, mà tại sao mình ngồi mình đọc báo chỏng chỡn mình chỉ tay năm ngón không ha, còn vợ dưới bếp từ nấu cơm giặt giũ dọn dọn nhà lau nhà con cái gì kia nọ tất tần tật hết ABC rồi để một mình vợ, mà ông người đàn ông ổng ở trên ổng coi tivi đọc đọc báo ổng ngoảnh chân đó. Thì anh đã chia sẻ rằng nếu mà các anh mà qua Mỹ thì anh hãy bỏ luôn cái tư tưởng đó, nếu anh qua Mỹ anh sống anh bỏ luôn cái tư tưởng đó. Phương Văn kể cái chuyện vui này cho quý vị khán giả nghe. Cái người đàn ông ở Mỹ, hai vợ chồng Việt kiều về Việt Nam đó, tại vì các ông ở ở ở Mỹ ổng bị ức chế là cái luật của Mỹ nó rất là nghiêm minh, là cái người phụ nữ luôn lúc nào cũng được ưu tiên hết trơn á, rồi đôi khi bà nói chanh nói giấm này kia nọ ổng cũng không có cãi, hoặc là ổng bực tức ổng muốn là thượng cẳng tay hạ cẳng chân bả mà đâu có được, mà sợ mà cho bả một bạt tay một cái là bả kêu cảnh sát ở trong đó một râu luôn. Thì cái lúc bả về, ổng như bả về Việt Nam đó thì ổng chửi bả liền, ổng nói đấy là Việt Nam nha đó, mày đừng có hòng mà mày kêu cảnh sát nè, mày đừng có hòng kêu cảnh sát, mày về Việt Nam tao cho mày mềm thay đó. Thì quý vị khán giả thấy đó là một cái câu chuyện mà phản ánh thực tế qua những cái đoạn phim hài mà Phương Văn đã từng xem, đó là phản ánh thực tế đó. Mày về Việt Nam tao cho mày ha, tao cho mày thấy lửa, cho mày thấy cảnh, chứ mày ở Mỹ mày đẹp đầu cởi cổ tao đó. Thì cái sự mà ức chế của cái người mà đàn ông Việt Nam mà sống ở Mỹ thì phải tuân theo luật pháp của Mỹ và tuân theo cái luật đó, còn về Việt Nam thì thả ra đó. Về Việt Nam mà đè đầu cởi cổ ổng á là bắt đầu ổng 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 phản pháo lại thì chết, phản pháo lại là thượng cẳng tay hạ cẳng chân đi nữa, kêu cảnh sát biết chừng nào cảnh sát tới đó, hơi bị lâu à, mà có tới rồi cũng khuyên dăm ba câu rồi thôi à đó. Cho nên đâu đâu có bị còng, đâu có bị đem vào trại đó.
Thì thành ra cái việc mà người Việt Nam bằng việc người Mỹ là chúng ta thấy nếu như mà lấy chồng người Mỹ thì họ sẽ phụ công việc bếp núc phụ vợ con được nhiều hơn. Còn lấy người Việt Nam thì chúng ta phải đành chấp nhận đôi khi cái tư tưởng của họ nó không có thông được và họ còn một cái chút, nếu mà người bằng đàn ông người Việt Nam ở Mỹ thì ok cũng giống như người Mỹ, mà lấy người Việt Nam mà ở tại Việt Nam thì chúng ta thấy là mong manh lắm để gặp được những người hỗ trợ giúp cho người vợ được như vậy. Cho nên thôi thì số ai thì nấy hưởng, duyên ai thì nấy gặp. Cho nên chúng ta khi mà vào một hoàn cảnh nào đó thì chúng ta có thể là tự flexible thôi, tự linh động trong cái công việc của mình thôi, chứ bây giờ chúng ta cũng không có cái sự lựa chọn khác. Thành ra thôi chúng ta không có được quyền sinh ra và lớn lên ở đất nước nào, cho nên là chúng ta đành chấp nhận. Nếu như mà thời mà còn trẻ đó, ai muốn thay đổi được số phận của mình thì chúng ta hãy tìm cho mình một cái con đường. Thế thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Qua đây thì Phương Văn thực sự là cảm ơn chị Hiệp Nguyễn chia sẻ những cái góc khuất của đời tư của mình trong cuộc sống đời thường, và gặp được một cái người chồng tốt, một người bạn đời cùng nhau kề vai sát cánh với mình, chia sẻ với mình mọi việc và đồng thời cũng nâng niu giúp đỡ chị Hiệp. Đôi khi số mà năm chìm bảy nổi, chín cái lên đênh, rồi đâu đó chúng ta cũng gặp được một điều may mắn trong cuộc đời. Hy vọng là vậy. Tất cả quý chị em phụ nữ chúng ta, đôi khi ai đang nằm trong cái cảnh khổ, ai nằm trong có nhiều cái đắng cay trong hôn nhân, nhiều trong cuộc sống, thì chúng ta hãy nghĩ tới mình, ông trời ông sẽ cho mình sau cơn mưa trời lại tạnh. Ông trời ông không có lấy của mình đi hết mà cũng không cho mình tất cả. Cho nên là sau cái khổ thì sau này mình sẽ gặp được nhiều cái may mắn, niềm vui. Năm chìm bảy nổi, chín cái linh đinh, trải qua rồi đâu đó chúng ta sẽ tìm lại hạnh phúc. Hy vọng rằng là tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều sẽ có nhiều cái niềm vui trong cuộc sống của mình. Cảm ơn tất cả quý bà con cô bác. Xin kính chúc quý bà con cô bác và chị Hiệp Nguyễn một ngày mới đầy yêu thương. Xin cảm ơn tất cả quý bà con. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau. Xin chào chị em phụ nữ nha. Ngồi đây cảnh cũ người xưa luôn. Giới thiệu hai cái loại sản phẩm mới. Đó là một cái loại toner dùng cho mặt cho quý vị khán giả. Đây là một bước không thể thiếu trong trang điểm, là để dưỡng ẩm nè, làm bóng da, làm mềm da và đẹp giống như da em bé luôn quý vị khán giả. Đây là một cái chai 280 ngàn mà chúng ta xài cả năm luôn. Một trong những sản phẩm dùng trong thẩm mỹ viện Hoài Anh, là một trong những thẩm viện nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh về làm đẹp da, chăm sóc da chị em phụ nữ. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cái sản phẩm khác, đó là cái sản phẩm dùng để trắng cho body. Ví dụ như hai cái chai này, hai cái hũ to này chỉ có 800 ngàn thôi. Quý vị khán giả thấy đây là cái hộp Phương Văn dùng trong cái thời gian vừa qua. Quý vị khán giả thấy một cái chai to, hũ to nè. Khi chúng ta dùng cổ, dùng tay giống như vậy nè. Đó, da mình luôn luôn trắng mịn, dùng giống như là da em bé, thời gian sau trắng hơn da mặt luôn. Luôn lúc nào cũng thơm tho và xinh xắn. Yêu đời nha. Tất cả chị em phụ nữ nha. Hôm nay giới thiệu một cái loại kem mà cho body, phải nói là xài rồi trắng như da em bé luôn đó, xài rồi trắng như da em bé luôn. Ở đây là cái hũ bông da, mình sử dụng từ 3 tới 5 ngày thì nó sẽ bông da mà bông nhẹ nhẹ thôi ha. Sau đó thì mình dùng cái loại kem này là kem tổng hợp của Thái Lan, nói chung là nhiều thành phần lại với nhau ha. Chị em nào miền Tây thì đã dùng cái kem này đã biết rồi đó. Đó, sau khi mà bông da ra trong 3 đến 7 ngày là xài hết cái hũ này, bông da rồi là sử dụng cái hũ kem trắng da này, phải nói là cực kỳ trắng, trắng như da em bé luôn. Đảm bảo với quý vị khán giả, xài hết cái hũ kem bông da này 3 đến 5 ngày để cho da già, da chết nó tẩy ra, và sau đó thì còn cái lớp da non đó mới thẩm thấu được kem, xài thời gian đảm bảo trắng như da em bé luôn quý chị em. Nếu chị em nào muốn làm đẹp cái làn da của mình, da tay, da chân, nói chung là body, thì sử dụng những cái loại kem này cực kỳ hiệu quả. Giới thiệu với chị em phụ nữ nha, bốn cái chai này là toner.
dùng trong bước trang điểm chúng ta không thể thiếu được, tại vì toner này giúp cho da chúng ta là giữ ẩm và mềm da, và đặc biệt là căng bóng ha. Khi mình dùng mình thấy rất là hiệu quả. Toner này chúng ta dùng trong thẩm mỹ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là thẩm mỹ Hoài Anh. Cái giá thì niêm yết toàn quốc chỉ có 280.000 thôi. Chúng ta dùng cả năm trời luôn cái gì khán giả. Tại vì mỗi khi mà mình dùng mình chỉ chấm vô cái nước hoa hồng này vô cái bông trang điểm một tí xíu thôi. Đó thì mình sẽ thoa đều trên gương mặt của mình và một cái lớp rất là mỏng thôi. Thì chúng ta thấy một cái chai nè, đó nó to tướng luôn. Cái chai này dùng cả năm luôn thì chúng ta không thể thiếu trong bước trang điểm. Mong chị em quý vị phụ nữ chúng ta thì nên dùng ở trong hàng ngày, tại vì tối dùng sáng dùng, và đây là một cái loại mà toner rất là hiệu quả.